Chào các bạn. Thủy tinh luôn là chất liệu giữ nhiệt được đánh giá cao so với nhựa hoặc thép không gỉ. Ngoài ra, những sản phẩm được làm bằng thủy tinh luôn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không chứa các độc tố có hại, dễ dàng vệ sinh và tiện lợi sử dụng. Sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt thủy tinh của Lok và Lok được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cao cấp, mẫu mã đa dạng, kiểu dáng hiện đại, người mua có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích của bản thân. Để các bạn có lựa chọn tốt nhất phù hợp với bản thân, mua online giá tốt giới thiệu 3 loại túi hộp cơm thủy tinh Lok và Lok để bạn tham khảo. 1. Bộ túi hộp cơm thủy tinh chịu nhiệt Lok và Lok 3EALLG428M2. Sản phẩm đầu tiên có thể kể đến là túi hộp cơm thủy tinh chịu nhiệt 3EA Lok và Lok. Đây là sản phẩm có khả năng giữ nhiệt cao, tối đa đến 6 tiếng, nhờ đó thức ăn luôn trong trạng thái tốt nhất. Với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, chất liệu thủy tinh cao cấp, 3EA Lok và Lok được khách hàng yêu thích và ưu tiên lựa chọn sử dụng. Điều đặc biệt của sản phẩm này đó là dung tích sử dụng lớn. Mỗi hộp có thể đựng tới 380ml, phù hợp với nam giới hoặc các chuyến đi dã ngoại của gia đình. Dưới đây là những ưu và khuyết điểm của sản phẩm, bạn cùng theo dõi nhé! Ưu điểm: thiết kế tiện lợi, khá chắc chắn và nhỏ gọn, tiện lợi khi bạn muốn mang đi xa. Phụ tiện túi sách tặng kèm thời thượng, đồng thời có khả năng giữ nhiệt tốt nhờ lớp bạc trắng bên trong, nhờ đó thức ăn giữ nóng lâu hơn. Ngoài ra diện tích túi khá lớn, bạn có thể đặt cùng lúc cả 3 hộp cơm mà không lo bị chật, hoặc 1, 2 hộp tùy thích. Chất liệu sản phẩm được làm hoàn toàn từ thủy tinh chất lượng cao, chắc chắn và dễ dàng vệ sinh bằng dầu rửa bát. Ưu điểm vượt trội không thể bỏ qua của hộp cơm giữ nhiệt 3EA Lok và Lok đó là có thể quay được trong lò vi sóng mà không lo ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và độ bền của hộp cơm. Hiện sản phẩm hộp cơm thủy tinh giữ nhiệt 3EA Lok và Lok đang được bán trên thị trường với giá khá rẻ, phù hợp với kinh tế của hầu hết người tiêu dùng. Bạn có thể mua 3EA Lok và Lok ở bất kỳ cửa hàng của Lok và Lok nào trên toàn quốc. Nhược điểm: bởi các hộp nhỏ chỉ có dung tích tối đa 380ml, vì 80ml, vì thế bạn không thể đựng được nhiều thức ăn. Phù hợp với các bạn nữ, các bạn nam nên chọn các sản phẩm khác. Có thể bị mất nhiệt nếu túi đựng không kín, bạn cần kiểm tra chắc chắn trước mỗi lần sử dụng. Nên mua tại các siêu thị Lok và Lok để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Lưu ý, nếu muốn sử dụng hộp cơm thủy tinh 3EA Lok và Lok trong lò vi sóng, bạn nên mở nắp và quay nóng trong thời gian tối đa 3 phút. Tránh quay lâu sẽ gây ra các phản ứng hóa học không tốt cho sức khỏe người dùng. 2. Bộ túi hộp đựng cơm thủy tinh chịu nhiệt Lok và Lok LLG422S4DG, 380ml, túi màu đỏ. Lok và Lok LLG422S4DG là hộp cơm thủy tinh giữ nhiệt tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Sản phẩm có khả năng giữ nhiệt cao đến 400 độ C, vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong lò vi sóng. Ngoài ra khách hàng còn được tặng rất nhiều phụ kiện đi kèm, như túi đựng thời trang giữ nhiệt và hộp đũa ăn. Dưới đây là các khuyết điểm của sản phẩm để khách hàng cân nhắc trước khi mua. Về ưu điểm, dung tích mỗi hộp đựng thực phẩm là 380ml, khá bé vì thế phù hợp với các bạn nữ hơn, bạn nam có thể quan tâm đến sản phẩm bên trên. Thiết kế sản phẩm đẹp mắt, mẫu mã đa dạng, màu sắc rực rỡ, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn theo ý thích của mình. Bởi Lok và Lok LLG422S4DG được làm hoàn toàn từ thủy tinh cao cấp, nên người dùng có thể yên tâm quay hộp trong lò vi sóng. Tuy nhiên nên lưu ý mở nắp hộp trước khi quay. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Sản phẩm hiện được bán ở hầu hết các cửa hàng, siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc với mức giá bán khá thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Về khuyết điểm, hộp cơm thủy tinh giữ nhiệt Lok và Lok LLG422S4DG giữ nóng được tối đa trong 4 tiếng. Sau thời gian này bạn chỉ thấy ấm. Màu sắc sản phẩm trên hình khá khác ngoài thực tế, vì thế bạn cần xem kỹ trước khi mua. Nếu muốn mang đi xa cần chuẩn bị túi khác dài hơn để dễ mang theo. Phù hợp với phụ nữ hoặc những người có sức ăn kém, các bạn nam nên chọn sản phẩm khác. 3. Bộ hộp đựng cơm giữ nhiệt văn phòng cao cấp, có kèm hộp đựng đũa thìa và túi sách. Tiếp theo đây là bộ sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt văn phòng khá được lòng người tiêu dùng, không chỉ ở mặt thiết kế mà còn ở chất lượng sản phẩm. Dưới đây là các ưu và khuyết điểm sản phẩm mà bạn cần quan tâm trước khi mua, hãy cùng tham khảo nhé. Về ưu điểm, khi mua hộp cơm này, bạn sẽ được tặng một túi đựng với màu sắc trẻ trung, thiết kế hiện đại, phù hợp thị hiếu người dùng. Các hộp cơm có dung tích chứa lớn, lần lượt là 630ml và 380ml, nhờ đó người dùng có thể chuẩn bị phần cơm nhiều hơn, đa dạng hơn. Bởi được làm bằng thủy tinh cao cấp nên bạn hoàn toàn có thể quay trong lò vi sóng mà không lo cháy nổ. Bạn cũng nên mở nắp khi quay và tốt đa trong thời. Về nhược điểm, mặc dù thủy tinh đẹp và giữ nhiệt tốt nhưng thường dễ bị rơi vỡ, bạn cần cẩn thận mỗi khi sử dụng. 4. Bộ túi hộp đựng cơm thủy tinh Lok và Lok LLG224TI3, 3 hộp túi màu ngà.
cuối cùng là hộp cơm giữ nhiệt Lock và Lock LLG224TI3 được làm từ thủy tinh cao cấp, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Với thiết kế hiện đại, màu sắc tinh tế bắt mắt, LLG224TI3 luôn thu hút sự chú ý của khách hàng. Hộp cơm thủy tinh giữ nhiệt LLG224TI3 có độ bền cao, sử dụng được trong lò vi sóng và chống tràn hiệu quả, nhờ đó thức ăn không bị lẫn vào nhau gây ôi thiêu. Điểm trừ của sản phẩm này là giá thành khá cao so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Vừa rồi là top 3 bộ hộp đựng cơm thủy tinh Lock và Lock. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.